Thưa quý vị và các bạn, sẽ không thể nào quên những cống hiến hy sinh của lớp người đi trước cho tự do, độc lập của nước nhà. Và thế hệ trẻ của Lào Cai hôm nay, thế hệ được sinh ra trong hòa bình, với trách nhiệm của mình, luôn có ý thức tìm hiểu, khắc ghi và tự hào về lịch sử của dân tộc mình. Em đã tự tìm hiểu sự kiện này từ những ngày em còn học tiểu học và đến bây giờ thì em vẫn tiếp tục tìm hiểu về sự kiện này qua cái quá trình học tập của mình bởi vì em là một học sinh chuyên lịch sử. Sự kiện này gợi cho em rất nhiều sự xúc động và biết ơn bởi vì em biết được rằng là đằng sau cái chiến thắng vẻ vang của ngày 30 tháng 4, đằng sau hình ảnh xe tăng húc đổ Cổng Dinh Độc Lập đó là biết bao nhiêu xương máu của cha ông ta đã hy sinh và đã ngã xuống. Khi mà xe tăng đã đâm thẳng vào Dinh Độc Lập, em thấy đấy là một biểu tượng rất là đặc trưng của ngày 30 tháng 4 và nó để lại rất là nhiều cái ý nghĩa đến cho thế hệ sau này. Và trách nhiệm của mỗi người trong thế hệ trẻ hiện nay là phải biết trân trọng, bảo vệ được chủ quyền lãnh thổ đất nước. Đầu tuần này thì nhà trường cũng có tổ chức giờ chào cờ và cũng tìm hiểu về lịch sử ngày 30 tháng 4 năm 1975 thì có những cái vở kịch về ngày 30 tháng 4 này. Em cảm thấy rất là tự hào vì chiến thắng của dân tộc mình như thế. Dân tộc của Việt Nam thì ta cần phải biết những sự kiện. Và để có được ngày hôm nay thì tất nhiên là ông cha ta đã phải hy sinh thì rất là nhiều. Mặc dù không được trực tiếp chứng kiến nhưng mà em cũng cảm nhận được đó. Và em rất là tự hào và biết ơn vô cùng.